Quý vị thân mến, hiện tại thì em Dương đang ở chỗ khu nhà của anh Cơ. Thời gian vừa qua thì em Dương cũng khá là bận việc ở trong chỗ khu của nhà em Cái cũng như là chỗ của nhà em Vân ấy. Cũng ít khi là được xuống chỗ nhà anh Cơ cập nhật cũng như là xem tình hiện tại chỗ nhà anh Cơ làm việc như thế nào rồi. Thì tiến độ làm nhà của anh đấy làm đến đâu rồi. Thì thời gian này ấy, thì thường là có chủ yếu là có anh Cái vào đây thôi. Hôm nay em Dương vào đây để xem là thứ nhất là cái mục đích chính của em Dương vào đây ấy, thì là để xem cái tình hình vật liệu của nhà anh Cơ là thiếu bao nhiêu để xong anh em tiến hành là đặt cái vật liệu vào đây. Bởi vì hôm trước thì em Dương cũng có nghe bên anh em đội thợ có báo với lại em Dương rằng là cái nguồn vật liệu của nhà anh Cơ chắc chắn là sẽ không đủ và cần phải lấy thêm. Thì em Dương cũng có liên hệ một số xe để mà người ta lấy vào đây, tuy nhiên là những cái xe người ta xe lớn hơn một chút, xe khoảng tầm 7 khối ấy, thì mình lại không lấy được tầm đấy. Thì lấy cũng làm sao vừa mới đủ để là nhà anh Cơ đấy, nhưng mà lấy nhiều quá lại không dùng đến. Đấy là một cái thứ nhất, cái thứ hai là nó sẽ còn rơi ra quá là nhiều chi phí. Như vậy nên là em Dương hôm nay vào đây xem là cụ thể là bao nhiêu để tiến hành là lấy vào. Ở đây cái chỗ xi măng của nhà anh Cơ đây. Thì bây giờ hiện tại cũng có khoảng 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 3, 4, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 34, 35, 36, còn là hơn 30 mấy bao. Thì chắc là bây giờ hiện tại chỉ còn có xây bể phốt này, thu nóc với cả lá cái nền của nhà anh Cơ thôi. Tuy nhiên thì có mấy phần láng nền là tốn nhiều nhất, vì còn xây thì nó cũng sẽ không tốn là mấy. Nên chắc là em cái chỗ nguồn xi măng này thì chắc là cũng sẽ đủ rồi, xi măng cũng phải lấy thêm nữa. Và cái chỗ này là những cái đòn tay. Trước đây anh em anh Cái cũng vào đây cùng với lại mấy anh em đã cùng với lại gia đình anh Cơ đã mua đi mua về rồi để mà mấy nữa ấy. Thì bao giờ anh em đội thợ làm nhà xong thì có thể là lấy cái đòn tay này lên luôn để mà làm lợp luôn mái, không phải chờ lâu nó sẽ chậm cái tiến độ công trình của gia đình nhà anh đấy. Cái đòn tay này thì hôm đó anh Cơ cũng có nhờ được mấy anh em có thì như là có cả bắn súng nữa về đến đây để mà hộ anh Cơ kéo từ cái chỗ dưới đường lớn lên trên này. Anh cũng đã bóc hết cả vỏ, bóc hết vỏ ra đây và có như là cái này là do là hơi to một chút nên là anh cũng đã xẻ, hay là cái này là cái da quai rang hay sao ấy. Vì cái số cái đòn tay của nhà anh Cơ thì anh Cái vào mua thì em Dương cũng không được rõ lắm. Còn đây là cái nhà của chú Thím nhà anh Cơ. Trước đây chú Thím không ở nhà ấy thì anh cũng về ở trong. Anh Cơ ơi, vâng, đây vâng, chào em. Lâu lắm không gặp rồi nhỉ? Chào em. Này nhà cái gì? Nhà cái nhà anh hôm nay anh em đội thợ vào làm tiếp chưa? Vào đó. Và đang làm cái gì? Đang làm, sáng nay Nam lên làm. À, đang đi làm rồi. Vâng. Nhưng mà bộ đá là sắp hết rồi anh ạ. Bộ đá sắp hết rồi cái gì? Hết là đủ, năm chiều nó này đủ nhưng mà tối này chưa đủ làm. Em hôm nay em vào cũng để xem số bột đá nó còn thiếu bao nhiêu thì mà tiến hành là đặt về ấy. Vì hôm trước em có liện là gọi bên mấy cái xe mà mình cũng hay gọi chở vật liệu cho mình, nhưng mà mấy cái xe kia nó không đủ chuyến xe ấy, lấy đắt quá. Chắc là em sẽ xem là liên hệ xem những cái xe bé mà nó lấy giá cả như thế nào để cho nó ít nhất, giá cả nó thấp nhất có thể để cho mình đỡ tốn chi phí nhiều. Các cháu đi đâu hết rồi? Các cháu đi ở nhà đấy. Bà kia đi ngon, đi là tàng ngon nó già lại chợ. Mà cái chỗ ngô của nhà anh bây giờ nên thu chưa đấy nhỉ? Chưa khô mà. Chưa khô vặt. Cũng khá là lâu rồi mà. Lâu rồi mà chưa. Thế là em cũng được gần hơn một tuần em cũng chưa lên đây rồi ấy nhỉ? Hơn một tuần đó. Hơn một tuần. Bởi vì là em còn bận ở cái chỗ khu nhà của em Cái ở phía bên trên Nà Cuồng. Vì thời gian này thì em cũng đang liên hệ với chỗ mua đất cũng như là mua đất làm nền nhà ấy, với cả xem cái bố trí chuẩn bị lấy vật liệu lên để làm nhà em Cái ấy. Nên là em cũng không ít có thời gian xuống đây, vì có những hôm mà tiện đường xuống đây được thì em còn có bên nhà em cũng đang bận việc nữa, em cũng không phải lúc nào cũng đi xuống được hết ấy. Vâng, đúng rồi, nhưng mà em có việc hơn một tuần là em cũng gian đây. Thế sáng đi đâu anh? À? Sáng nay đi đâu? Sáng nay em ở nhà. Ở nhà.
Thế thôi em đi xuống dưới này xem nhà một tí. Em anh cũng đi gì? Đi mà. Thì đây cái số sắt này vẫn còn đây đúng không? Cái số sắt này bây giờ chắc là đủ để làm cái rằng ở rằng tường phía bên trên nữa, với cả xong làm cái nắp bể phốt đi. Bể phốt đủ. Nắp bể phốt nữa chắc là đủ. Cái số sắt này bởi vì em cũng cân làm sao lấy cho vừa ấy. Làm được cái đường rộng và thông thoáng như thế này là tuyệt vời rồi. Mai nếu mà có xe đi lại thì cũng có thể đi vào đây được không? Có thể đi thêm đi. Ở nhà làm nhanh phết được chứ. Sắp nhưng mà được thời gian mình nghỉ 2-3-4 ngày cho lên đây làm, cho nên việc làm xong, nắp sắp xong rồi. Thế này là bây giờ là đang cũng chuẩn bị thu nắp rồi đấy nhỉ? Vâng. Thế đòn tay lấy một phần là lấy về đây để mà làm cái anh em thượng lấy về để làm cái giàn táo nhé. Vâng, nó này cao rồi. Đúng rồi, lên cao thì nó cao rồi. Cái gạch cũng còn tương đối nhiều mà nhỉ, không biết là gạch có đủ không nhỉ? Gạch tầm này chắc đủ đấy anh nhỉ? Đủ để làm hết đấy. Thiếu. Vẫn thiếu à? Bể phốt thì có. Bể phốt thì có. Bể phốt với lại hai bên hồi. Hai bên hồi thì chưa có. Thu đầu hồi này. Thu chưa có. Thu chưa có. Mà từ giờ đến chiều làm xem mà còn giờ đến chiều là chắc là xây hết cái số gạch này rồi nhỉ? Chẳng hết. Mà không có bột. Mà không có bột, hết bột rồi. Hết bột rồi. Hết bột đá rồi. Hết sạch luôn rồi. Hết luôn, không còn tí nào luôn. Ui, hết sạch rồi. Cái này là còn một ít sỏi để anh lấy được. Cái này sỏi rồi, cái này không. Cái này sỏi rồi, không làm được rồi. Thế là chiều là không có bột để mà làm được đấy. Gạch cũng hết rồi đấy. Gạch cũng hết rồi. Vừa rồi này anh em đặt lên cũng tương đối là nhiều mà tuy nhiên mình cũng không phải là đơn. Ở những cái video trước thì em Dương cũng có nói một lần rồi, bởi vì cái chỗ vật liệu ấy thì mình tính nó chỉ mang tính chất là tương đối, nó không phải chuẩn chỉ 100% được, vì nó có những cái công trình ấy nó cũng sẽ có những cái số liệu nó có thể là nó dư ra hoặc là có thể nó cũng sẽ thiếu đi một chút, nên là bây giờ mình sẽ phải lấy vào thêm, vì cái bây giờ hiện tại thì cái chỗ vật liệu của nhà anh Cơ cũng đã hết sạch rồi, chắc là chiều nay anh em nội thợ cũng không còn vật liệu để mà làm nữa. Và còn cái bể phốt này thì anh Cơ cũng đã hoàn thiện xong, tuy nhiên là bây giờ vẫn còn thiếu cái, nghe bên anh em nội thợ nói là bây giờ còn phải thiếu cái chỗ gạch để xây bể phốt nữa, và cái gạch thu hai bên đầu hồi ấy là cũng đang thiếu, chắc là anh em cũng sẽ phải đặt tiêm vào để cho cái nguồn vật liệu nó đầy đủ cho anh em tiến hành là xây để hoàn thiện cho nốt cái căn nhà của anh Cơ, để cho gia đình có nơi ở luôn. Vì cái thời gian này thì anh Cơ cũng đang ở tạm ở nhờ cái chỗ khu nhà của chú Thím nữa ấy, cũng rất là tội cho gia đình. Khi mà làm được hoàn thiện được cái căn nhà của mình ấy, thì mình sẽ yên tâm hơn. Còn cái nếu như mà như thế thì cái chỗ gạch cũng thiếu này và cái bột cũng thiếu ấy, thì mình sẽ lấy luôn một chuyến, thì em nghĩ là chắc vẫn đủ chuyến xe cho người ta vào. Thì mình sẽ không phải nó quá là đắt, vì nếu mà mình không lấy đủ chuyến ấy, thì xe người ta lấy vào không đủ chuyến thì người ta sẽ lấy đắt hơn. Đấy. Và nhưng mà hơn, nó không phải tính khốn. Đấy, nó phải đủ chuyến cho người ta mới vào. Nó tính tiền dầu cái thứ bây giờ. Mặc dù là thời gian này là xăng dầu cũng có giảm lên đôi chút, tuy nhiên là nó cũng vẫn giá cả cũng khá là cao. Bây giờ ở trên cây thì cũng hơn 26 nghìn một lít xăng rồi. Giá cả nó chắc chắn cũng sẽ khác. Và bây giờ ở đây thì em cũng đang khá là lăn tăn một điều, đó là ở cái chỗ nhà anh ấy, thì nếu như mà tiến tới mình lấy thêm cái nguồn vật liệu vào thì chắc là anh lại phải nhờ người chở rồi, bởi vì cái đợt này mình cũng lấy cũng không quá nhiều ấy, chắc là mình cũng sẽ không thể thuê người ta được. Nhưng mà nhờ nếu mà nó đi thu ngô thôi mà không có xe chở sao? Thời gian này bà con thuê thu ngô rất là nhiều, vì đây quý cô bác cũng có thể nhìn thấy đây. Ở quanh cái khu này ấy, cái bên dưới này là ngô của nhà chú Tím thì không nói, bây giờ là do nhà chú Tím là ngày trước cũng anh em làm hộ thì cũng làm muộn này. Còn phía bên đây ở quanh khu này toàn bộ nương của bà con ở đây ấy, thì trồng chủ yếu là trồng ngô, và hiện tại thì cũng có những nhà là đã nương ngô cũng đã vàng và chuẩn bị là bắt đầu thu cái ngô được rồi, vì nếu mà để muộn quá ấy, thì nó cũng sẽ bị cái ngô cũng không đảm bảo ấy. Đây phía bên thu thì lúc nào mưa thì ướt hết. Ở phía bên kia thì cô bác cũng có thể thấy là có bà con hiện tại cũng đang thu ngô ở bên kia, không biết là có nhìn thấy không. Cũng tương đối là tiện cho bà con ở thời gian này là
Mà có những hôm thì mưa vào buổi tối, nhưng mà buổi sáng thì lại trời nắng về thì mà cũng đường nó cũng không quá trơn để mà bà con tiện vận tiện tiện là chuyển ngô nhà anh nhỉ. Chở ngô. Còn cái khôn hết là cũng chở đi, lúc nào mưa thì còn những nhà ấy thì thu vào không đúng mùa vụ, thường hay để đến cái thời gian mà đang chuẩn bị thu ngô là xác định là ví dụ như hôm sau mà đi thu rồi. Đúng nhưng rồi. Mà lại bị hôm sau thì đúng vào cái hôm đấy lại trời mưa, là mưa ví dụ mưa cả tuần, thế là có những gia đình là bị thất thoát là có những bắp ngô nó nảy mầm ở trên cây luôn cơ. Vâng, đúng đấy rồi. Bởi vì để lâu quá, để lâu cho nên đấy không hết cho mà nó lúc nào còn nắm thế này là nó thu ngon hết. Còn đây là ở phía bên dưới kia là cái chỗ nương ngô của nhà anh Cơ đây, quý cô bác cũng có thể thấy là do là cái thời gian trước là cũng bị do trời mưa ấy, gió và bị đổ tương đối là nhiều, thì cũng bây giờ hiện tại thì cái chỗ ngô của nhà anh Cơ vẫn còn khá là xanh, chắc là vẫn khoảng tầm một tháng nữa thì mới có thể là thu được. Đấy là của tay nhà anh Cơ, vì là chắc cũng lúc đó thì quý cô bác đã thấy là anh em đội tiêm bản sắc dân tộc ở đây chia sẻ thì anh Cơ là lúc đó cái chân vẫn còn đang đau, vẫn còn chưa được tốt cho lắm ấy, nên là lúc đó anh mới trồng ngô muộn. Và hình như là lúc đó trước đây anh Cơ cũng có chia sẻ một lần là cái chỗ nương ngô của anh là anh thuê người ta trồng đúng không? Phải, đúng rồi. Đấy, đấy là anh thuê người ta trồng thôi, chứ còn anh là không đi làm được. Còn thời gian này thì sau khi mà anh Cơ cũng được quý cô bác quan tâm, cũng gửi những cái khoản hỗ trợ đến giúp đỡ cho anh để mà anh có cái chi phí đi làm phẫu thuật, thì bây giờ anh chân của anh cũng đã gọi là đi lại được bình thường hơn một chút rồi. Tuy nhiên bây giờ còn đau không anh? Không đau rồi anh. Không đau rồi á? À, đi lại bây giờ còn khập khiễng không? Anh đi nữa mà em không để ý. Đấy, đi lại bình thường rồi anh nhỉ. Nhà vẫn mà hơi như nhưng kiểu mà không đi xa nhưng mà đau. Đúng rồi, đi xa kiểu mình cái chỗ vết mổ vẫn còn chưa cái khớp nó vẫn chưa lành hẳn ấy. Thì nó vẫn đi xa nhưng mà đau, nhưng mà ở nhà đi là này nhưng mà không đau bao nhiêu. Đúng rồi, ở nhà thì nó sẽ không đi lại bình thường thì không bị đau mấy. À, vẫn nhớ một việc là cho em là đừng có làm việc nặng nhá. Mặc dù là như thế bác sĩ cũng đã nói với anh rồi, và là kiêng trong tầm một năm đấy. Và con đang vác ngô, ủi rồi vác to thế, nhiều đấy. Tay cư rồi. Ô, chả ẻ lo như gì nè. Đâu mang nhiều nặng thế. À, của nhà trên này. Ô, hôm nay nhà đang thu ngô. Nó đi tịch cư rồi nhỉ? À, phốt rồi. À, thuê à? Ồ, nhiều nhỉ. Cái này thuê bao tiền nương nhà mình ấy? Ít phố, ít phố, gì phố, gì phố. À, một bao 100.000 á? Cái này là bóc hết vỏ chưa? Chưa bóc vỏ đâu. Chưa bóc vỏ à? Cái này để cả vỏ để mà còn lấy lên gác để được quanh năm đúng không? Thông thường ở đây toàn là như thế, đây này. Bà con chủ yếu là những cái hạt nào mà những cái bắp nào mà không không được tốt cho lắm, nó bị dạng như thế này này thì bà con mới bóc cái vỏ ra. Nhưng mà cái bắp này chắc là tí nữa là bóc ra vỏ ra rồi nhỉ. Cái này bởi vì cái vỏ nó hở như thế này đấy cũng sợ mọt đấy. Để bởi vì bà con là thường hay để cả vỏ trong đấy để lâu được. Hôm nay lấy được nhiều chưa? Ở trên gác rồi. Ui, sắp đầy gác rồi này. Năm nay là bội thu ấy nhỉ, thế năm nay được nhiều ấy. Gia đình ở phía bên trên cái chỗ đối diện của nhà chú Chín của nhà anh Cơ ấy thì cũng đã bắt đầu thu ngô rồi. Tuy nhiên là do cái chỗ đường không sử dụng một xe máy chuyển được ấy thì bà con thường hay chuyển bằng sức người thôi, là mang cho vào trong bao tải như ở trong này này, cho vào trong bao tải như này, sau đó thì mới phát lên. Đây còn là ở phía bên trên này thì các chị em làm công tác hậu cần đang chuẩn bị cơm nhé. Đây có cháu Bình đây. Usu lo đi nè. Usu à? Đang nấu cơm trưa. Hôm nay là ăn cá à? Cá này là mình đi xuống dưới xã, ở Tân Liên Sơn để mua đúng không? Không, chân chín đi nè, mua tỏ không xỉ chưa chả? Hôm nay là ô thế bảo thuê người ta mà mình vẫn phải nấu cơm cho ăn à? Dù thì dù po lơ hay chỉ u mỏ po lơ nói sao? Ô, bây giờ còn đi mà ô po lơ u cá. Ủa tao mà tí tệ. À vâng, đấy thì hôm trước em cũng Dương cũng có nói với quý cô bác một lần rồi. Bà con ở trên này ấy, dù có thuê đi chăng nữa, tuy nhiên là sau khi mà hoàn thành hoặc là trong cái bữa ăn ấy, kiểu gì kiểu thì gia đình vẫn phải mời cơm những người mà mình đã thuê đó để mà
ăn một bữa cơm, nhất là những cái hôm mà vào trong cái mùa vụ ví dụ như là thu ngô này hay là thóc gì đó thì thường thường là vẫn phải làm một bữa cơm để mời ăn. Và ở đây là có những cái món này. Em Dương thấy là ở đây cũng có đậu đũa, bởi vì là cái thời gian này ấy, bà con ở trên này thì cũng đã thường hay trồng sen canh những cái đậu đũa này này. Ở trong nương ngô luôn thì cũng có, cái này là gia đình tự cấp được. À, đây cũng có cả bí ấy, để cái bí này nó non. Cái này chắc là để tối à? Con đi cho chị mò đi hả? Con đi à? À vâng, chắc là làm cả ngày ấy nhỉ, bởi vì gia đình cũng trồng được nhiều mà. Cái đồ in nông nó nhỏ. Đúng rồi, là số cậu. Là ấy nó là đấy. À. À hôm qua làm một ngày rồi cơ. Thế là hôm qua làm một ngày, hôm nay làm một ngày nữa mới xong được cái nhà trồng nhiều. Nhà mình trồng bao nhiêu ngồi rồi có giống bà? Cho ăn chút thêm chi cho ăn tụ phong đó anh nhé nè. Gì bố. Gì bố nó là đấy, bố gì bố ba tụ bố tụ nhân đây ăn tao cho. À. 8 8 gói giống là 800.000. Thế cháu tưởng là tính theo bao như này chứ. Cháu tưởng là tính theo bao này cơ, hóa ra là tính theo gói giống thì các bác ạ. Mỗi một gói giống là 100.000 thì 8 gói giống sẽ là 800.000, rồi 8 gói giống thì thực sự nó rất là nhiều đấy. Vì có những nhà cũng trồng có 2-3 gói giống thôi mà cũng được khá là nhiều rồi. Còn ở đây gia đình có trồng tận 8 gói giống cơ, thì cũng rất là nhiều rồi đấy. Anh Cơ ơi, về nhà chưa? À, chị đang thổi cơm à? Đến cũng đến giờ trưa rồi nhỉ, chỉ thổi cơm thôi, chỉ nên các cháu lại đói. Vâng, ngon đấy. Vâng, vâng. Nóng quá. Đã thì nóng cả ngày luôn. Nếu mà mưa thì mưa cả ngày, nóng thì nóng cả ngày. Ở đây thì hôm nay này nó bọn nó thu ngô thì nóng thế này thôi. Đúng rồi. Chợ, chợ có xe chợ ấy, đi nó chưa khó. Thu ngô thì phải vào thu ngô hay là kể cả thu tóc đi chăng nữa thì cũng phải vào những cái hôm nào mà trời nắng nó nắng ráo đẹp thì mới lấy cái ngô với tóc về, nó mới hạt nó mới không bị ẩm vì nó mới không sợ bị hỏng. Mai này mình phơi thì cũng không phải phơi lâu. Còn nếu như mà những cái hôm nào mà trời đã mưa hoặc là ví dụ như hôm qua vừa mới mưa như này, kiểu gì cũng phải trời đến tầm 7-8 giờ nên cho trời nó mà giờ ráo một chút nó hết cái xương đi kìa. Vâng, nó chưa khô đâu. Đúng rồi, nó chưa khô đâu. Sao hôm nay có cảm giác nhiều nói yếu yếu đấy, giọng yếu yếu đấy. Không phải yếu. Sao? Ốm à? Không phải ốm đâu. À. Đấy nha anh Cơ, ban nãy anh em mình đi xuống thì anh cũng biết rồi, cái chỗ nguồn vật liệu ở chỗ nhà anh ấy thì cũng hiện tại cũng đang thiếu cả gạch với lại bột, chủ yếu là gạch với bột thôi. Bây giờ như là thiếu hai cái đấy. Còn tuy nhiên là ở cái này thì ngày trước thì mình cũng đặt vào từng đấy cái số lượng cũng từng đấy mà vẫn thiếu thì nó cũng không biết làm thế nào và mình vẫn phải lấy thêm thôi. Còn trước thì anh em mình lúc đó anh em mình đi xuống Hà Nội, chị cùng với lại anh Cái đi nhận vật liệu kia thì cũng đã thấy xe người ta cũng chở đầy hết, nó không bao giờ là người ta chở thiếu cho mình. Nhưng mà vẫn thiếu thì mình cũng không biết làm thế nào cả, chắc là vẫn phải lấy thêm. Đấy thì em cũng nói với anh trước là cái nguồn vật liệu của nhà anh bây giờ hiện tại mình lấy thêm thì nó chắc chắn là mình lấy xe bé thì cái xe nó chuyển từ nhà bạc đi vào, xe nó không chở đủ cái chuyến của nó thì chắc là sẽ lấy đắt hơn một chút thì để thông báo cho anh biết là trước là như vậy, không là đến lúc mà lái máy khó đủ anh em. Chắc cái chỗ đấy thì bây giờ hiện tại còn xây với lại láng nền thì vẫn còn có sỏi thì sỏi. Láng nền thì vẫn còn tương đối là nhiều, tuy nhiên là xây thì cái bột nó cũng đi ít thôi, chắc là lấy khoảng tầm 4 khối nữa là đủ rồi. 4 khối. Gạch các gạch chắc tầm khoảng 400 viên nữa. Vì là còn cái hai bên đầu hồi nữa này với cả 7 phút nữa. Gạch thì nó cũng tùy. Còn những xưởng gạch ấy thì cái diện tích cái chiều dài nó cũng không đủ này. Chiều dài có những xưởng thì nó chiều dài lại ngắn, cái gạch nó lại ngắn hơn, có xưởng lại gạch nó lại dài hơn một chút. Nó cũng tùy, nó không phải là nó cũng theo một cái số diện tích nhất định. Đấy, bởi vì trước em lấy ở chỗ nhà của nhà Lử Thảo trong Tràng Hương ấy thì không biết là anh đã gặp Lử trước nó vào đây thăm anh một lần rồi đấy. Đấy, ở chỗ nhà Lử ấy thì có hai cái xưởng lấy thì là có hai xưởng gạch riêng. Thì có một xưởng thì nó cái độ dài của viên gạch nó dài như thế này. Thì nó sẽ dài, có một xưởng thì dài hơn. Tuy nhiên là có một xưởng là cái chuyến thứ hai, chuyến sau thì đó thì lại gạch nó lại ngắn hơn một chút. Ngắn hơn một chút, nó ngắn hơn khoảng tầm 4 đến 5 phân gì đó. 4-5 phân. Vâng, tầm đấy thì mình
nếu mà như khi mà nó ngắn như thế hơn như thế thì kiểu gì lúc đó mình nếu mà mình lấy thì mình sẽ phải lấy thêm rồi. Và cái đấy thì cũng thật sự và cũng thưa với quý cô bác là cái gạch ngắn với dài ấy, thì bên anh em đội tim bản sắc dân tộc thì cái đấy mình cũng không thể quyết định được, vì mình khi mình gọi là mình gọi bên nhà xe người ta lấy, người ta cũng sẽ lấy ở bên xưởng về thôi, còn mình cũng không thể là đi ra tận là những cái xưởng người ta xưởng gạch người ta làm ấy, thì mình cũng không đi ra tận đấy để mà xem là diện tích nó như thế nào, dài rộng ra sao thì mình cũng không quyết định được hết về cái vấn đề đấy. Thì kể cả bên xây dựng thì có những cô bác nào cũng đã từng làm nhà ấy, thì quý bác cũng đã biết rồi, nên là mong là quý cô bác hết sức thông cảm cho bên đội tim bản sắc về cái vấn đề là lấy gạch như thế này. Và còn cái khi mà mình đang làm cái công trình mà bị thiếu như thế này thì chắc chắn là cũng sẽ phải lấy thêm, cái đấy là mình không thể tránh được, nếu như mà mình không lấy thêm thì cũng không có nguồn vật liệu cho anh em đội thợ làm đấy, nó cũng khá là bất cập là như vậy. Nên là thôi thì em thấy thì may nó lên là sao. Hôm qua em cũng có gọi một lần rồi, bởi vì anh em đội thợ hôm trước có báo với em trước là sẽ bị thiếu vật liệu, nên là em cũng đã liên hệ trước rồi, nhưng mà cái vật liệu ở chỗ nhà anh mặc dù là mình cỡ hạ ở cái chỗ đường to dưới kia, nhưng mà người ta cũng lấy rất là đắt, vì là người ta không đủ cái chuyến xe của ta, người ta đầy về không bỏ cái tiền và chạy về đấy, không có đủ tiền cước cho người ta, nên là người ta cũng lấy đắt lắm. Làm sao em xem tối em về em xem tiếp tục gọi để xem là lấy được cái nguồn nào nó rẻ nhất có thể thì cho mình vẫn bớt chi phí nó nhiều nhất có thể thì mình đỡ hơn. Vì bây giờ cái chỗ nguồn vật liệu của nhà anh thì hiện tại thì cũng có tấm lợp mình cũng lấy lên rồi này, ốp nắp lấy lên rồi này, đoàn tay cũng đã mua lên rồi này, bây giờ còn đấy em còn quên, tí nữa em còn, em sẽ bảo anh em đội thợ sẽ đo cho em cái diện tích của cửa, nhưng mà tiến hành hoan đi đặt cửa thôi. Còn cái vấn đề cửa tay nên là hết rồi, nhưng mà có bột đá để trợ bột đá xong, và bây giờ còn thiếu thiếu có bột đá với lại gạch thôi, vì cái này là hiện tại là nó cửa. Còn cửa thì sẽ phải đặt, vì mình không, mặc dù cái diện tích là mình sẽ vẫn sẽ làm là như như thế, tuy nhiên là ở cái diện tích của cửa ấy thì mình đôi lúc anh em đội thợ người ta xây thì có thể nó sẽ là rộng ra hơn một chút này, hoặc là hẹp vào một hơn một chút này, thì mình cái lúc mà xây hoàn thiện xong thì mình phải lấy cái số liệu rõ ràng hơn một chút, không những lúc vào lấy vào ấy mình đo lấy cái tích kích thước sẵn của mình trên đấy theo cái khuôn mẫu đấy, mình lấy vào thì biết đâu nó lại nhỏ hơn một chút, hoặc là lại rộng hơn cái chỗ cửa mà anh em đội thợ làm một chút, thì lúc đấy lại phải đục một lần nữa thì nó sẽ không hay, cái tường mình cũng sẽ bị hỏng ấy. Vâng. Như thế không được, vì là tất cả những cái công trình hiện tại bây giờ anh em bên đội tim bản sắc dân tộc làm ấy, thì có tất cả cái cánh cửa và cả bên những cái cánh ở cửa sổ các thứ hay là cái bên ô thoáng, thì anh em cũng có nhờ anh em đội thợ là có bảo anh em đội thợ là sẽ chát một lớp bột vào để làm sao cho nó chắc hơn, để mà anh em cái lúc mà khi mình lắp cửa ấy, thì cánh cửa nó sẽ được chắc chắn hơn. Đấy là em Dương cũng chủ động là mình sẽ để đặt sau cũng được cái cánh cửa ấy. Nên là mong là em Dương nói rõ như vậy để quý các bác còn hiểu không lại và thắc mắc là tại sao cái bên cửa sao vì đến lâu như thế cũng chưa đặt, xảy ra vấn đề thế. Và cũng một phần là cũng do thời gian này ấy, thì em cũng bận việc này kia, em đi lên trên kia em quên mất là em không nhờ anh cái, không nhờ anh cái bảo anh cái nhờ anh bảo anh em được thợ đo xem lấy cái số liệu để cho mình lên trên xưởng để đặt luôn đấy. Còn là thôi thì gia đình cứ nấu cơm ăn cơm đi nhá, chắc là em còn có tí công việc bận nữa, cho em còn đi bên những cái hoàn cảnh khác nữa. Chờ tí vợ nó còn ăn là cứ thôi, ăn cứ chơi đi. Em ban nay em ăn sáng muộn rồi. Anh gia đình cứ vợ nó ăn cứ chơi đi mà. Thôi không cần đâu anh. Thì em cũng đang có công việc bận nữa. Hôm nay em Dương vào đây thì chủ yếu là xem cái nguồn vật liệu của nhà anh Cơ là thiếu bao nhiêu và thiếu những cái gì để tiến hành đặt vào, cũng như là vào lấy cái số liệu về cái cửa nhà của anh Cơ ấy. Thì bây giờ em Dương còn có chút công việc bận nữa, chắc có lẽ em Dương cũng xin phép là được dùng video này tại đây. Xin lỗi quý vị ở cái video tiếp theo.